ăn nhậu mà không cần bột dừa. À, vô vô quyện mời anh hai. Ủa sao anh hai ly lớn như nhỏ? Mẹ một con nè, cái đó của nó đó, mẹ một con cháu thì nó trời coi nó cũng mến mến nó tôn trọng thương thương nó thương ngày nào cũng vậy. Mẹ một con không không mà chú hai uống còn phải uống à, phải không cậu Chính? Dạ dạ. Lát nữa anh hai mình về cày ruộng thôi. Ruộng ta đã bừa rồi khỏi cày. Cày luôn. Có bữa cày khôn lắm nằm ngửa. Bây giờ là cả gia đình của Khánh, cái gia đình của anh chị ba luôn. Ba đứa mẹ luôn rồi. Bây giờ đi qua bên nhà ngoại của anh Tý, đi qua bên nhà anh Trang Khánh nè, bà cô bác ơi. Bây giờ này Khánh bữa nay là hổm nay từ lúc mà đang thăm về tới giờ thì bữa nay thì Khánh mới qua bển, hai vợ chồng Khánh mới qua bên bển là thăm em đó nè, em mời cô bác đi cho qua em nha. Rồi giờ nè cả nhà mình ở đây đi con Linh chạy luôn hả? Rồi tới nhà luôn rồi cô bác ơi. Ôi
hết chân luôn rồi. Vô tay con rung luôn. Rung hả? Rồi cho tới nhà đâu mà cô bác ơi. Đường đầu tiên chạy xe đường nhỏ luôn hả? Đây tới nhà rồi mà cô bác ơi. Nhà cái ngôi nhà thân quen mà Phong cũng thường quay lên xong mà cô bác xem đi, bữa nay là lần đầu tiên là Khánh quay đây. Khánh cũng qua đây thường lắm nhưng mà bây giờ mới quay. Chào. Dạ. Ai đây? Chào em. Dạ chào bác. Chào bà cô ấy. Dạ. Dạ con vẫn làm bình thường. Này nhân vật trang em đi, nhân vật này quen rồi không bà quá. Giờ chừng nào? Dạ qua năm. Qua năm hả? Qua năm đầu năm luôn hay cuối năm? Đầu năm. Làm liền đi đầu năm đi để mốt. Anh em cục chèo. Bạn bè giờ thành anh em cục chèo luôn á. Sáng giờ dạ. Cũng vô phụ làm phụ để mấy món nè. Dạ. Mà con heo. Ồ, heo rồi. Rồi chút xíu ôm heo về nha. Có tiền. Chút xíu ôm heo về nha. Dạ. Vô. Có tiền. Đây là ông bà cô bác ơi, tại vì nãy ở nhà cũng làm rau trễ á. Nên là bác hai bác ở đây là làm món xong hết luôn rồi trời. Bác trai là nãy là vô là bác trai đang uống nước trà dưới. Giờ Khánh cũng xin phép là vô trong nhà luôn bà cô bác ơi. Rồi bác, nhà bác làm hai mâm luôn. Rồi ở đây ông bà cô bác là ở nhà là thân thiết lắm nên là mấy ở nhà thân thiết đó nên mấy bé nhỏ qua đây là coi như quen hết rồi. À, quen. Con chó tôi con nè. Nãy giờ con dạ ông bà chào ông bà cô bác chưa? Dạ, chào bà cô bác. Ừ. Thấy con chó tôi con nè. Rồi thấy chiếc xe của em chứ gì? Dạ. Xe em rồi sinh nhật. Con chó heo này heo của con đấy, con heo cái của em phải không? À để cho em coi thôi, còn heo là mới bỏ tiền nha. Hai đứa hai đứa nằm đó hả? Thôi bây giờ Khánh cũng đi trên đây thôi ông bà cô bác ơi, ở dưới để bác. Dạ sáng giờ bác cũng tranh thủ làm sớm hả bác? Ê sao sao mình làm đó có chúng mày ở dưới là mấy chị em đang ở dưới là vô thăm vô chổng rồi nói chuyện trò chuyện với Trang rồi. Rồi Khánh ở trên này. Đây nhà bên đây ở dưới quê thì nói chung nó cũng tương đối rộng rãi không mà cô bác. Thủ này cũng chặt vòng vòng. Ở nhà là ba vợ chặt hả? Nãy giờ bác dọn mâm sớm lắm mà để sẵn đây. Hai đứa làm gì uống nước hết rồi hả? Tụi nữa. Làm như anh em làm như sợ dịch bệnh hả? Chứ sao? Không? Đó, tí mặc đồ đẹp xuống thay đồ liền. Thôi nhìn đồ nhìn đồ đó thôi 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 đừng có vô. Giờ đây nè con, ra đây đây nè con ơi, tí đây ông bà cô bác ơi. Rồi bác giọng với con gì mà thấy dặn tới ba cục đá luôn nè, đang con dở lên coi. Dạ cái này là cá mình mua hả bác? Rồi cá bự lắm nè, không bác dặn tới ba cục đá luôn. Dạ được rồi bác, ở nhà ấy tự ở nhà ấy được rồi bác. Còn cá chà bá luôn nè ông bà cô bác ơi, dặn tới ba cục đá luôn là mà ông bà cô bác biết rồi. Dạ tí chú về bản hả bác? Chắc về bản chứ hả? Đây nè mà cô bác ơi, đằng sau vườn là cũng bác trai cũng trồng cây kiểng nó quá trời luôn. Ở bên kia là dịch. Cái này bác nuôi dịch này để dành ăn Tết hả bác? Ăn lần cái Tết
con rót nước rồi, trời bên bác con. Đây nè ông bà cô bác đó, ngoài chuối nè, ngoài chuối bác rồi, bác ở nhà cũng treo chuối đó. Ăn từ từ à. Thôi giờ mình đi lên chảnh luôn mà cô bác ơi, đi lên chảnh trò chuyện bác trai ở chảnh. Đây đây nè ông bà cô bác phát hiện luôn trong góc đây hả, chàng em đang nhóm lửa ở dưới đây, mình không có đèn hả? Chưa à, trời hôm nay ngay đầu luôn. Đây nè ông bà cô bác, con cầm đi chút xíu đi nè, đây là cái đèn, cái đèn đứng trên đầu không thấy, con mở đèn đi cho Út thấy con. Thì con dò theo, con dò cọng dây rồi con biết cái đèn ở đâu. Thấy rồi, nó thấy rồi. Ừ. Tí chỉ cái đèn cho anh hai đi con. Đó. Trời ơi, Linh dở quá ta, cọng dây dò theo cọng dây rồi thấy liền. Đó, thấy không? Ừ, sáng liền nè, đó giờ thấy mặt nam rõ luôn nè. Nãy đâu thấy rõ đâu. Qua đây sâu giác súng đi đâu quá sâu. Trời, Linh qua đây nằm rồi. Giờ đi qua đây có vui không con? Đâu đứng lại đâu, nói chuyện cho ông bà cô bác nghe nè. Con vui không? Dạ vui. Vui nhiều không? Dạ luôn. Nhiều luôn đó chứ, dạ vui nhiều luôn. Dạ luôn. Rồi con đi chơi vui nha, có gì phải nghe lời nha con. Ôi có súng luôn hả? Ôi nguy hiểm quá. Em đang thở ngoại nè. Trời ơi thở ngoại hả? Dạ. Khách chưa con? Tí nè, mặc đồ đẹp nè. Áo này của ai con biết không? Áo của bác Trần. Đúng rồi. Nãy giờ là mẹ với mấy chị ba chứ. Hồi nãy là mẹ với chị ba với vợ thắng là làm cái cầu thông à. Này là nhờ ở nhà là có chị ba đeo khẩu trang đúng không hả? Chị ba ở nhà không mà đeo khẩu trang gì, có mình em là đi nhiều đeo khẩu trang nữa chứ. Má bự quá. Tí đang lấy cái đồ cho cô. Giờ Trang đang nhúng cửa thằng người cháu hay gì á, hai đứa xuống dụ á. Phụ Trang em dưới kìa. Hai đứa coi xuống dưới coi có phụ bự gì nữa không. Nhanh lên, xuống dưới nói là xuống dưới nói bà hỏi bà. Xuống dưới hỏi bà coi có bự gì nữa không, coi có con gì dắt lên luôn nha. Em quay nữa. Phải quay nữa hả? Dạ, nhảy nó chặt cái rồi. À, chiều nay là chút đi về nha. Dạ. Ừ. Tôi không chết, tôi coi này, tôi không thả chiếc xe. Không coi gì nữa. Mà tí nó khoe cái gì hoài luôn, nãy giờ không khoe hoài không mà cô bác ơi. Yeah. Bà lô. Nào. Ba mua xe á. Mua xe chứ còn gì cho con đâu. Con xe nào. Con xe con. Ủa là sâu lắm rồi. Đây đằng trước là cái ruộng cũng giống như ở nhà bên nhà Khánh luôn nè bà cô bác. Ruộng lúa đằng trước nè. Ở bên đây là cũng, ở bên đây chắc xạ sao bên con quá hả bác. Ở bên bển nó, mạ nó cao hơn. Đây là bà cô bác ơi. Ở đằng xa bên kia thì xạ còn chậm hơn nữa nên nó mới lên đúng phúng à. Này là phải cung cấp nước nó đầy đủ nó mới ấy được, giống như bên Khánh đó, phải nước cung cấp đầy đủ nó mới phát triển được. Đây là bác cũng có trồng lan, trồng lan nữa bà cô bác ơi. Đây, đó lan đây. Lan này cũng đẹp, đẹp quá trời luôn này không? Lan này nó lâu tàn lắm nè. Ổng hồi xưa Khánh cũng có trồng cái này. Đây. Đây đây các bé màu nè, quả màu là của Trang em nuôi nè bà cô bác.
Hả, mà như là bác bỏ vô đây mấy con chim chép trong đây nữa phải không bác? Dạ chắc nó cũng còn sống chứ không bác? Dạ. Dạ có rồi bác, con chồng bây giờ ra cũng nhiều lắm. Dạ ra rồi. Mà có điều nó không có kiểu mà nó không có đủ sức á, cái bông nó nhỏ xíu à. Dạ. Nó phải xài thuốc nữa. Dạ. Hôm nay con không có thịt á mà nó ra được ba chậu rồi. Của người ta mà già. Dạ. Nó xịt thuốc chứ nó bỏ phân. Dạ. Đợt hổm là con cũng nhờ Ngọc đằng bác Mãi mua giùm á. Thấy cộng đó cũng thấy cũng phát triển cũng nhanh ghê chứ. Mà có bông. Dạ. Mình phải xử lý sao bông nó bự. Dạ, ở nếu mà nó trồng ở trong vườn của mình thì chắc nó phát triển hơn á. Ừ. Tại con bỏ dưới nó ấy á. Kiểu mà để treo nó đâu có cây gì đâu. Nó phải có xương ấy. Ba nó ngày tới 2 cử hả? Dạ. Ngày tới 2 cử hả? Dạ, nhà vợ con tưới rồi còn cũng biết. Nó chắc 2 cử. Ngày tới xương. Nó không có. Cái đó để mốt con có dịp Ngọc có mua nữa còn kêu đặt bác mớ. Ừ. Tại mình mua cái cây giống nhỏ á bác. Ừ, con á. Cây con á mình mua nhiều á nó. Ừ. Thấy chồng nó con chồng đâu có bị thất thoát gì đâu, nó sống hết luôn á. Thật trồng than hả sư dừa? Dạ con trồng than. Than bỏ ít thôi sư dừa, than nhiều nó nói. Không con bỏ sư dừa cái nó lên mấy con cuốn chiếu á. Nó đậu ra quá trời luôn. Giờ con lấy con bỏ hết rồi. Nó có sức khỏe, có sư dừa, nó có đậu ẩm. Dạ. Chị ba giá nè. Vô nào qua anh Tây. Dạ, xíu xíu ba qua giờ á. Tại nãy ba đi bán xong ba mới qua. À, mấy đứa ra ngồi nè. Ra ngồi đi chị. À, đây mà cô bác ơi, hồi nãy giờ thì Khánh cũng ghi hình là cái không gian và cái sinh hoạt của nhà bên nhà ngoại á. Nhà ngoại có tí đây mà cô bác ơi. Bây giờ cả nhà là cũng chuẩn bị là vô nhập tiệc rồi. Dẫn vẹn là cũng hai bên nhà thôi, bên nhà Khánh Phong với bên bà ngoại thôi chứ cũng không có ai hết á. Thì bây giờ Khánh cũng tiếng nói gì hơn là cũng xin phép là mời bà cô bác là vô dùng buổi tiệc chung vui cùng với gia đình của Khánh Phong và bên ngoại của Tý nha. Thì có gì thì nãy giờ trong quá trình mà ghi hình á thì có gì mà không phải không đúng á thì cũng mong bà cô bác là bỏ qua cho Khánh nha. Rồi mời bà cô bác vô dùng luôn tiệc nhỏ của gia đình. Phong có nói Phong vô cũng mời ông bà cô bác cùng dùng cái buổi tiệc mini. Thì Phong chúc ông bà lúc nào cũng bình an, may mắn và sức khỏe luôn. Thì lúc nào cũng nở một cái nụ cười trên môi luôn. Và nhớ cho anh Khánh một cái like mini thôi nha. Rồi cảm ơn ông bà cô bác luôn. Nhà mời bà cô bác luôn nha. Phong là thứ hai. Bà con người thứ hai đó. Bà càng đứt á. Ngồi làm gì quá. Chú ba kêu ông Trang. Rồi ông chính luôn mà. Rồi chú bác. Hai Đức là, lúc đó Hai Đức là chết rồi nhưng mà vườn chắc không biết Hai Đức rồi. Không biết. Con còn không biết. Không đi lính hay gì cũng chết. Lính hay không vậy? Ba chết sao? Bạn mời. Mời vô. Trời má, tôi đi lấy bạn nè. Tư có dạ thấm rồi này ấy. Ừ. Có này hấp dẫn mà bỏ bên con cuốn bánh tráng rồi đó mà bác cuốn bánh tráng nè con nước mắm gừng tráng nước mắm gừng ở đây có rồi đó có đây có luôn à. Đây có nè ăn thịt vịt có nè để bỏ đi anh với em chén này còn sao anh cháo rồi ăn nước mắm xả trời ơi nhiều chấm á này thịt quay mỗi loại mỗi chấm hết khác à. Cái đây chấm chung anh em còn để dành nè rồi rồi mỗi thức ăn lên nhìn bây giờ cái chén cái kia đổi thức ăn là cái dĩa nữa chỗ đó lum la khi có lần nó lên nhắm đẹp nhà hàng á đó là thôi còn khỏi đổi à bạn còn cái chén đổi ha à, còn đấy cái mỗi thức ăn mới kìa mới điện không được à nè ngang đi thằng này nè chạy không mới nãy giờ điện viện điện hai ba có không mắc máy cho em đi dằn lưới nữa đâu nghe cái máy ổng bị chìm cái ruộng vậy mà bữa chìm đây rồi ổng mua cái con cho cái khác rồi ổng xài chim cũ số cũ nó không đi ăn lưới ở đâu rồi đi ăn được nguyên cũng làm được quá không giờ đó nhỏ em nhậu với người lớn lớn giờ bỏ bớt rồi đi làm
nhậu gì không có, mình về nhà mình nhậu chứ vô công ty rồi nó đông cho. Hai vợ con nói vậy nè, à cho mình chọn uống được cũng được rồi. Chứ mà đừng nói hơn thua rồi không ở nhà mà nó không nhậu thì ra ngoài đường nó đây không nhậu ra ngoài đường nhậu hơn bạn bè về quậy cái chuyện này những kia đó con không chịu rồi. Đúng không rồi. Con cháu cũng vậy nè, con cháu của con tùy theo con cháu như là nói mấy cháu như còn như là nhậu chắc cũng giữ mấy cậu nhậu mà dù nhậu hết thường ai nhậu được nhậu thì làm phải tiếp khách có khách tùy khả năng độ lượng. Khi bạn bè chuyện vũ ra quán cũng làm về trai cái gì cũng thế mình nhậu nó ra quán nó đậu nó cái nó nói đầu này kia cũng đậu cái bia bia này kia uống nó uống bạn bè không nó cũng mấy cậu có uống chai bia rồi được cầm chai cũng lại. Có ghế mấy năm nay á, có ghế nào bác? Có sẵn rồi. Có ghế không Phong? Có ghế luôn nào bác? À, Phong rồi bán hả? Không dậu ở đây. Để rắc quen. Để cho sẵn. Ông ngồi đây nè mới đứng. Không được, ông ngồi bên đây mới đúng chứ ngồi. À bên đây cũng được. À, không, okay, mới đúng chứ được. Ở đâu cũng được hết á. Theo đúng thì ở đâu cũng được mà thì ngồi bên đây mới đúng. Cái ngồi năng này này ấy thì để hai ba ly. Đây con. Đây nay cũng có công diễm thì con biết rồi đấy chứ nhậu cái năm đi qua đây cũng ít gặp bác thì cái đám tẹt được mới gặp chứ thì đám bác à, đúng rồi lâu rồi bỏ lại năm để mày qua đi ngày thứ tư cháu rồi sắp xếp rồi thôi giao hồn này nè giao hồn chú hai lại nhậu cái con cháu nó coi được rồi mày để rồi con có gì con múc cho múc nó nóng rồi không thâm vậy không còn nóng mà khi nào ý là khi nào mà bác dùng tiêu là vô mút luôn thì tư nữa bán ăn cứ giao ông hồn chú hai lại nhậu nằm tay kìa điện ông mấy cuốc ủa thằng nói nay chắc ông đi văn lưới hay gì á dễ con trang ra không có ai đi đi châu về đó ủa ông đi đâu mà điện không bắt máy hả đi đâu mà điện không bắt máy có chén rồi có chén đầy đủ hết rồi thấy một đấm luôn cái gì thấy trong điện thoại thì đó đấm luôn tôi nói ông tưởng đâu ông nhậu với tụi đẳng rồi chứ độc quá mà chú đeo khẩu trang con cũng không khoái rồi đó dở ra chứ con không khoái à còn như con lẽ đúng vậy rồi đi về luôn á giờ xong gì vậy giờ biết cho nói chung quy đeo khẩu trang là đúng mà dương mà thì vô từ từ mở không từ từ mở đó ta đang nói ta mới gì đi Phi Châu về đó Phi Châu là châu quy á thì châu Phi đó châu Phi là... bị cái thứ thì còn dữ hơn rồi đó giờ nó cái gì đó là bác giờ mời vô chuyên môn này không à uống được nhiều uống không quá cạn nè không ép à uống được nhiều lượng vô giờ mình cạn đi hớp nhiều hớp Mỹ giờ này muốn cạn thì sao cạn gì mà cạn cũng được hả mẹ nó cũng hết luôn dưới đây ờ được lưng cao làm đi chị chưa chưa có ly lợi rồi được à vậy 50 đáy hả kêu là tôi 50 đáy đó muốn gì thì muốn dạ không ai bắt ai anh hai cạn ly cái ngon miệng nè trời ơi nghe được ho ho luôn cái hả ho luôn rồi ho luôn rồi làm cạn cái hả chuyển chuyển cái nhậu luôn cạn cái cho con Nguyễn qua đây mà ngồi chung mà không có nãy luôn cạn đi rồi mới gặp bay lâu quá nãy không này cái dạng cũng còn sát khuẩn rồi đó. Ở đây có anh hai thằng xui không phải không thấy tôi mới dốc qua đề tua rồi anh hai đây đâu có trả lời đâu có nấu gì đâu thằng hai là anh không thấy thì đâu có thấy đúng rồi thì đâu có thấy anh nói anh uống nửa ly là hết hò nãy nói ly do chưa đủ đâu mới giờ thiếu tưởng rồi đây bà hai có độ nó đi đâu nữa từ từ không giống uống hết nữa đó đại đẳng có nhậu không có điện mấy cốt á nhậu chứ bà Nguyễn lo thì em báo điện rồi để coi giờ đó không có điện gì thắp lưới không lỗi không nói rồi lưới gì thích gì lắm hay giống như ta bỏ điện thoại theo cháu ngủ chết rồi dạ điện xôi nè có
Cháu hai biết mà. Thôi được rồi, để thằng 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 để anh dùng hết nó rồi hai dùng bán hai cháu hai dùng hết chén của bán hai xong con muốn cháu bán hai ơi ông à, ơi, ông đi có bánh tráng cuốn lỗ tay heo nè cũng giống nè tôi thức rồi bó một máy tới vợ không nhớ mà dữ dữ vậy cũng làm sớm chứ dậy sớm tôi là tôi về tôi dậy sớm nhưng khi không có ngày cũng dậy sớm vậy không khi để sợ anh Trang đi làm khi ngủ quên rồi vô nấu cơm tôi cũng dậy cũng trang bị em uống vui nấu cơm cho anh Trang bị nữa hay là từng đổ con là ông má cũng lớn tuổi nhưng mà không có đua nhưng mà không lại phải không? Cho ông bình tĩnh nhưng mà chắc hốt ông không lại quen thì chết lật còn con trước rồi thế con trước thiệt á nếu, nếu bằng không uống trước cũng sợ không đợi luôn giờ lớn tuổi rồi đâu có đưa đồ được con nói thiệt nên mà cả con mà cả 72 tuổi em mày hốt lại cọp tao mới hết bữa hôm nay bị cọp nó này vậy cho ngoài vậy đâu chưa chắc à hốt bữa hôm nay cũng có tiền thương giang nồng đóng chưa chắc nó hợp bằng đầu nó uống biết không hả uống cái cho tiền thương thay vì ta uống một lượt nó hết đi vô vô quyền anh hai hai vô con nó không có nổ nhưng mà nó uống có sức được mà uống á 6 giờ uống làm uống bà con nói như nó sắm người 6 giờ uống từ cháu nóng có ăn no bụng đói cỡ nào uống uống với con thương cơm một tơ là biết dùng miếng đi để giật từ để từ từ để từ từ để từ 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 sợ hôm bây giờ ông đi ăn lưới để ăn được dặn gì sáng là anh thấy khổ luôn trời bữa nay lạnh không ông mình đây lạnh chứ cái báo luôn á đó lạnh hơn mình á ông à anh tư nó như ông phải là nó chứ sao điện thoại đâu rồi anh thua nhiều nhà mà nhầm bữa ờ tôi điện nhưng mà mấy nó qua ngày sau phải không quốc mới lan cho đã đi sáng ngày muốn có nó muốn có nào sáng hứa 5 giờ 6 giờ uống giờ uống uống nào uống nổi thôi uống còn viện là đồ mạnh mà không đồ mạnh cũng được sáng trời lạnh này nè sáng ra mà gió thấm không à uống thắng đàng hoàng bây huyện vợ biết con bị nước để đâu dám xâm nhà đây không rồi cứ như ăn còn còn mình dớ ngoài tay không rồi dớ ngoài tay cái này cho uống trong người luôn trong muốn ngoài thò làm gì đâu mà cũng biết dứt mà nó dám vô đúng không Nguyệt thấy nó có dịch mà có thấy có sườn nữa sườn non mua vô sao nó cháo gì ngon nó mà lâu quá con cháo luôn con cháo sẵn nó luôn vậy tiện ngon rồi nạc dây nướng cũng ngon cái này mềm ngon quái con múc cái bát còn ăn đấy cùng sáng ghé tao quen với tự giường mà con dùng tự nhiên quá nếu mà dùng hay cầm đũa đi anh hai rồi ăn đi dự nếu rồi rồi cầm đi rồi cầm đi anh hai anh rồi quyện quan cái đi sáng có rồi quan cái hả à uống nghệ chứ không à quyện đi đám uống hết nào nghệ chứ rồi bộ bên nay mình tấn bữa nay nè bữa tôi đi về còn nhậu ở đây với nó nè bữa anh nấu anh chịu anh tâm lứa nổi tôi đi chưa đó nói ngay rồi hà ngủ hết nổi là còn nghĩ chứ không qua ý gì nó vui thôi chứ thì con cũng nói vui dượng dượng lớn mà con đâu có khỏe mời tôi đai nó đây nè hả rồi tối nhậu tôi nó nhậu ở đây nè cứ lên trèo có thằng Phong nó về đây nè giờ mới nó đi lắm tôi lận cận chịu qua tính qua thì anh qua rồi cũng quất luôn quen chịu lên nè đây cái vụ có mấy con tám cẳng á ít trình khó cái gì kêu rồi mấy quán ăn rồi cũng cũng được á giờ chỗ này dịch bệnh nó bắn mắt thưởng thức mình vừa quay mà vừa quay từ từ để từ từ dở nhiều giờ tụi nó quay nó cũng nhiều ơi không có chất để đâu bỏ sức gì đâu em coi có thằng là phục quyền quyền mới đầu đèn được
không mai uống không biết ra đi tập lơi hết quán nào nó cũng thơm, đưa rồi đi tỏi trực tiếp ăn hiểu quay gì tại để nhà nhà mà tôi sợ ăn rồi làm gì ha ngủ tôi để lâu lâu tôi mới điện lại nữa cũng cắn để lắm vô được đâu được ăn hết nghe chỗ này hàng đâu có nhà sao không nghe điện mấy cô á để cái điện thoại ở nhà cơ quen cái như lúc cuối cùng anh giờ anh có mặt này quý được rồi ở đâu anh hai đó hai giác rồi với anh hai đây với quyện sáng đường xiên xiên đó rồi đây chén này bút nó để ở đây thôi bữa nào mạnh thì cũng về nhà nổi bữa nào yếu thì thôi đi xuống ruộng luôn để em ăn vậy chị bữa ông dẫn cái điện thoại á mẹ nó cái điện thoại có gạch cái gì cho từ bó này cái chim không sao á lấy chim lại bún bán thôi được rồi ăn xuống luôn các bạn sườn nãy mềm mà ở dưới cháo nhiều lắm từng múc dạ cái cháo ngon đâu một mà cháo nó dễ nhầm đi luôn cái này mồi hạ nơi được thôi được không phải lát giải tiêu với hành phi lên dạ xả bác nãy giờ bác thấy bác uống rồi bác không ăn đó bác ít lắm chén anh nhiều chặt chặt chơi chén anh nhiều chặt chẽ một lát có cái nước trà món hai nè uống mày không giống ăn luôn uống đi cậu biết đâu anh ép mình ăn không uống nước trà không thôi để miếng này đừng ăn nhiều nha tự vừa gấp con gấp có miếng với cái đồ gấp nhiều gấp nhiều không ai biết thôi thường thường ép ăn mới ăn rồi tao đâu nào ăn đâu ở huyện ép ăn cháo này đút cái miệng kêu lẩu đút chữa thôi đúng rồi thôi được bên đây thường nấu lẩu ăn á bác trai có qua tay trai nấu hết thường thường mấy người nhậu đa số làm chua đủ mắm vậy uống vô cua rồi. Bác làm xong rồi bác không ăn luôn. Trời ơi. Anh biết cái người vô bếp là không khi nào ăn được nhiều á, thét ngộ á tư. Anh em nếm no rồi hả sao? Không phải cái nó bắt cái hơi như là đổ bánh xèo nè, anh thấy phải không? Ví dụ bây giờ mình đổ bánh xèo là như là bếp bóc tài vậy mà có gói chấm là ngon mà lắc lên bàn. Hả? Chứ chịu không có một hai giờ mà phải này hả? Ừ. Gần lưới bây giờ phải chét thì nó chịu cái xuồng một mua cái gì rồi. Nếu mà hỏi là anh hai rồi anh hai nhầm khi đúng cái chuyện ý nghĩa tặng luôn chứ mua cái gì thí dụ rồi đó nó xin phép mà tại ông anh xui ông nói tội nghiệp ông không có thì cũng phái đi gần lưới không à bởi hôm kia phương tiện mà mấy đứa con thì nó thôi ba lớn tuổi rồi ba mà ông ăn nó rồi lỡ nhiều khi dần cá trắng bữa đuổi cái đăng dạng rồi nè lọt xuống đó rồi ai biết ở đâu mà tìm nhưng mà anh biết lỗi không anh hai biết lỗi biết mới đi xuồng lỗi chứ mà không có không biết lỗi không không biết lỗi mà nó ăn nhậu mà không còn một dừa à vô quyện mời anh hai ủa sao anh hai ly lớn như nhỏ mẹ ông con nè cái đó của nó đó mẹ ông con cháu thì nó trời trời nó cũng mến mến nó thương tôn trọng thương thương ngày nào cũng vậy mà nước đẹp lắm mẹ ông con không mà chú hai uống còn phải uống à phải không cậu Chính dạ dạ lát nữa anh hai mình về cài ruộng nữa ruộng ta đã bừa rồi khỏi cài cài luôn có bữa cài khôn lắm nằm ngửa mà bên đây cầm bịch đồ ăn của con Chính cho còn bên đây thì cầm cái đẻ cái đỡ nó bị đắp cái cát vô nó không vừa đuối chứ một khi đuối rồi nó bất lực luôn thí dụ đúng rồi uống rượu quá là cái như sụi lơ luôn chứ là cái thứ nhất là anh biết chạy xe đúng rồi. À, mình muốn đậu trong bàn đẹp đó mình phẫn không nhưng mà chạy mắt mát nó đâu nó buồn ngủ nó ngộ cái chỗ đó chứ một chú còn bên không mắm rồi với cái giót rồi xem đi anh không cần dùng thức ăn này không được múc thức ăn anh hai giờ mới dọn dây không hỏi không có cái nào không được á này phải không rồi cái nào anh quay luôn cái này đi đúng rồi để luôn đi em được mày để đại cho không ăn mày nữa ăn mày vô lát nữa khói nhậu phải không vô cái thấm vô đó không ăn mày không ăn mày
nhậu mà lát bánh mì vô kêu xỉn chết luôn. Không, nó rút rượu lại không có rút lại sao được, sao ra được không có. Ăn bánh mì vô nó rút rượu mà là không quen luôn á, mà nó no ăn không được thịt lát cái nó xỉn luôn, ăn quen nãy nó cuốn cuốn nó làm phải hết á. Ai ăn tự cuốn. Nãy giờ Khánh để máy quay ở đây mà quay đây. Quay hai ông xui rồi nãy giờ quay quên luôn, để máy quay quên luôn bạn của bác rồi. Còn nghe cái mời được cái thuốc không hút. Nguyễn mời mời đứa quỳ phà đi. Đỡ mũi. Đó, hay quay lên hình nét không? Bỏ luôn hả? Giờ Khánh cũng bỏ luôn hả? Cái quá trình mà ăn uống của nhà đây không có, nó trùng vui ở nó bỏ. Quyền mà nó bỏ. Cô bác rất nhiều. Kính chúc mà cô bác là luôn vui vẻ, mạnh khỏe, bình an. Dạ Khánh cũng xin phép là sao mà cô bác nhung. Dạ. Để ở nhà làm nãy giờ cho hai ông xui với bỏ tiêu với anh Thủy em đây làm hết một chai rồi. Giờ tiêu với anh Thủy rồi. Hai Khánh cũng xin phép mà khép video luôn. Dạ cháu bác cô bác. Thủy thơm á. Hôm qua cái đi mới hôm qua. Ngồi chưa hung được, chưa hung được. Chưa hung được, chưa hung được. Bên đây cũng cũng xong hết rồi bà cô bác ơi. Đây, bên kia hai ông xui, bên đây hai bà xui. Có bánh kem nữa nè. Có bánh kem nữa nha bà cô bác. Còn này là hai hai chị em dâu. Rồi, lúc nào ngồi cặp không? Còn Trang thì chưa. Bên này qua thăm nhà bác, bên đây thì cũng vui lắm mà cô bác ơi. Ở nhà bên đây coi như giống như ở nhà bển nè, nó thân. Dạ. Ở nhà mình dùng tự nhiên. Giờ Khánh thì vô đây tiếp đây. Ngồi trong đây còn gì nữa không? Trời ơi, sao cái này? Trời ơi. Bài đồ chơi ra rồi. Thôi coi chừng để cái đó. À, quà của bé Sâu quá hả? Bé Sâu á. Đã vậy ta? Dạ, muốn chơi đẩy đi. Đã vậy ta? Đẩy đúng. Sâu ơi, Sâu nè. Dạ. Dạ. Nay vui không con? Dạ vui. Ừ. Đó chơi coi em nha con. Rồi, thôi cắt cái đeo luôn em mặt của bác ơi. Đâu vậy, đâu vậy? Đâu, đâu? Đâu, đâu chơi đi, nhìn coi. Trời ơi. Đâu chơi đi, nhìn ba nè. Nhìn ba cái đi. Nè. Trời ơi, sao dán đồng luôn vậy? Nữa không? À, bây giờ cả nhà Khánh cũng về đúng không bà cô bác ơi? Đây giờ. Biết rồi, biết rồi. Không, biết. Hả? Từ cái cũng về sau xíu. Giờ chút xíu là ông nội ở lại ông nội về sau bây giờ nè. Giờ về trước ông nội qua sau bây giờ về sau. Rồi qua sau thì lát về sau dạ. Thôi con. Nói về thì được con. Thôi về luôn nha. Cái thôi được rồi, uống cái nữa là nằm luôn á. Chúng em đi bắt chút xíu về đi bắt chim chép à. À em thanh niên sức khỏe mạnh lắm. Phải không? Chút xíu qua bạn đi mò. Rồi em ngồi cho anh dịp nhau vui không? Dạ. Qua bên bác cái mọi chép đi. Lấy ít 5-10 con gì gia đình Lý Thảo cái dạ, dạ. Dạ. Ừ. Chim chép địa chỉ đó 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 vậy. Dạ, dạ cái năm nay mới được. Dạ thôi con về luôn bác ơi. Gạo chứ từ bác cũng cảm ơn nha ông. Dạ con chào hết tất cả cô bác tên. Dạ. Thì cái này là mình cũng mời đạo rồi. Dạ. Chào hết thì cuối cùng là mình xong rồi tên. Dạ. Dạ con bác hai con về luôn bác hai ơi. Hai con về mình khỏe không? Dạ dạ. Dạ. Rồi, xin chào. Dạ. Chúc cho gia đình. Dạ. Ủa tí đi luôn hả? Tí đi luôn hả con? Tí gì bên đây hết chứa rõ rồi. Ăn phải chữa là dốt.
đi bộ đi con, đi bộ đi câu rồi đúng không hả? Tí ở đây đi câu không? Thôi bánh kem còn tụi nó ăn hết rồi, nhà đi về đây con mời cô bác ơi. Thôi giờ Khánh để mang dậy vô. Giờ Khánh cũng xin phép là khép cái phần video tại đây luôn bà cô bác ơi. Bữa nay là qua nhà, qua bên cả nhà, qua bên nhà bác gái bên đây, bên bên mẹ của Trang vui quá trời luôn. Dạ. Con về khỏe nha. Dạ dạ, thôi con về.